Đây là hiện trạng vùng bãi bồi sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hiện tượng sạt lở đã khiến đất đai, hoa màu của người dân trôi sông và biến vùng bờ bãi dài khoảng 500 mét thành một nơi tan hoang như thế này. Người ta thường nói ở một khúc sông thì là bên lở, bên bồi. Nhưng những gì mà chúng tôi chứng kiến, hiện tượng sạt lở ở dọc khúc sông này chắc chắn rằng không phải do quy luật của dòng chảy tự nhiên. Gần sát bờ sông, nơi xảy ra hiện tượng sạt lở, thời gian gần đây thường xuyên có hai tàu hút cát hoạt động. Cả hai phương tiện này đều không được gắn biển số theo quy định và có dấu hiệu đã được hoán cải để gia tăng công suất hút cát. Thiết kế với hệ thống lên đến 4 vòi xả, vì vậy trung bình chỉ sau hơn 30 phút, một tàu hút có thể bơm đầy tàu chở với trọng lượng lên đến 400-500 mét khối. Khai thác đến đâu, cát được sang mạng và bán trực tiếp trên sông đến đó. Ban ngày ngày nào nó cũng hút, nên cũng thỉnh thoảng nó hút. Mình mà ấy, mình không chăm nó đâu, cũng cho cả người sống sẵn trên đó. Theo lãnh đạo thị trấn Tây Đằng, tại địa phương, hiện chỉ có duy nhất công ty Quảng Tây được cấp phép hoạt động khai thác cát trên sông Hồng. Tuy nhiên, hai tàu lạ không biển số đang hút cát trên sông có phải của công ty được cấp phép hay không thì phía thị trấn không trả lời được. Lý do là bởi không có thiết bị máy móc chuyên dụng để xác định vị trí tọa độ phóng viên cung cấp nằm trong hay nằm ngoài phạm vi của mỏ. Và trên thực tế thì cũng chẳng tìm thấy phao hay mốc giới được đơn vị khai thác nào đánh dấu. Trong khi mọi thông tin về những con tàu lạ còn mập mờ, thì chỉ chắc chắn một điều rằng khu vực bãi già đang xảy ra sạt lở với quy mô lớn thuộc diện đất công ích do Ủy ban nhân dân thị trấn Tây Đằng quản lý. Hiện đang cho một số hộ dân thầu khoán để canh tác nông nghiệp. Theo người dân, đất đai lở đến đâu, bờ bãi nằm cả dưới sông đến đó. Trước đây cái bờ như nào? Cách đây còn gần cây số. Đây có chú thực tế còn có mấy chục mét. Chúng tôi là mấy hôm trước sang thì chưa có cái việc này. Thế đây thì đến hôm nay mà các anh phản ánh thì chúng tôi sẽ xác minh và chúng tôi sẽ có cái báo cáo ngay đối với huyện. Trong ngày mai chúng tôi sẽ cho anh em sang kiểm tra. Bởi vì đúng hiện tại thời điểm này thì cũng tôi chưa nhận được thông tin gì cả. Khai thác cát mà gây sạt lở trên địa bàn thì tôi đề nghị là các cấp có thẩm quyền là yêu cầu dừng việc khai thác cát. Tuyến đê kè này mới được đầu tư và hoàn thành trong năm 2023. Hàng tỷ đồng tiền ngân sách đã được đổ xuống đây để giữ đất bãi và ổn định dòng chảy. Vậy nhưng, với tình trạng sạt lở đang diễn ra ở vị trí sát cạnh, thì sự an toàn của tuyến đê kè này sớm muộn cũng bị đe dọa.